chào anh em nha, chào anh em đến với kênh Công Nông TV nha. Hôm nay mình sẽ review trước mặt chúng ta đây là xe đã hoàn thiện nha mọi người. Giờ mình sẽ quay test mọi người xem, cho mọi người tham khảo từng bộ phận về bộ xe cả bộ nha. Từ đầu đến cuối. Ok, xin chào mọi người nha. Hôm nay đến với kênh Công Nông TV, hôm nay mình xe anh em mình mới làm xong nha. Đấy, đây mình sẽ quay và giới thiệu từng bộ phận cho mọi người cùng xem và tham khảo nhé. Đây, trước tiên là máy trong pha, máy 30 nhé. Trang trai L32 nhé, 2004. Đó là bộ phận tơi bùng nha mọi người. Đấy, đây là tơi bùng. Trước là chủ nhân xe của nó xe hộp số trước, hộp số cũ. Đấy, đó là tơi bùng. Máy là máy đề nha mọi người, giá đề đầy đủ, đèn tín hiệu, móc dài 2,5 m. Cả bộ phận máy. Đây, mình sẽ quay cho mọi người tham khảo. Đây là dynamo, hàng nội địa nha, hàng zin nha mọi người. Tắt điện thang máy, nạp bình 100%, 100A trong vòng 2 tiếng đẩy bình. Đây là bộ phần trợ lực nha mọi người. Đấy, đây là trợ lực phần tay lái. Còn về nắp đít thì xe này chưa lắp cầu nha mọi người, đang chạy cầu trượt, nói chung là cầu hơi nhé. Phần. Ok, mình sẽ quay cho mọi người tham khảo nhé. Đây là ai cũng biết rồi, cơ khí anh Tư nhé. Về bộ phận điện thì mình luôn cắn rất là gọn gàng nhé. Cả đề, cả báo đồng hồ, báo đèn nữa, báo bình nữa. Và con bộ phận điều khiển đèn sinh nhan, đèn báo hiệu, đèn số đầy đủ hết nha mọi người. Không thiếu từng bộ phận gì so với... Đây là coi, coi ngân nha. Dây điện mình đã bao bọc rất trong chảy nhé, bao bọc rất là ok, rất là gọn gàng. Đấy, đây là một phần dây điện bao bọc rất là gọn gàng nha mọi người. Tôi mà người nhìn nó rầm rà nhưng mà rất là gọn gàng nha. Đấy, thoải mái. Đây là bộ phần lái. Còn về bộ phần L thì đạp bằng chân nha. E đạp bằng chân nha mọi người. Rất nhẹ nhàng đấy, chỉ cần đáp vô nhả ra rất nhẹ nhàng nha mọi người. Ok, còn phanh đây là bộ khóa nha, điện này đang tắt này, mở điện. Đây là lúc đi rừng nha mọi người, thì ai muốn biết thì đây lúc 825/16 câu mâm dày nhá. Đấy, có 2,5 các bạn cần gửi bánh hơi nha mọi người. Đấy, bánh hơi nhưng mà chưa lắp hơi nha, khi nào chủ nhân xe của nó lắp cầu hơi, lắp hơi thì lắp cầu luôn thì mình sẽ lắp. Đấy, đây là bộ phận sau. Đây là đèn sinh nhan nha mọi người. Okay. Rất là chắc chắn, phần đuôi nhíp rất là chắc chắn nha mọi người. Đấy, đây là bọc xe nặng. Tiếp sinh nhạc bọc mọc đẹp quyền. Đây là
coi rất là mạnh nha mọi người. Coi này, coi ô tô nhá, coi ngân nhá, coi coi ngân 8 tiếng. Đấy. Ok. Ok. Rồi ok. Phải. Rồi. Tắt bật đèn cái kran. Rồi. Đạp phanh. Dạ. Đạp phanh thả. Thả. Rồi. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ test thử ra ngoài nhá. Test thử rồi đây cho mọi người cùng xem luôn.